hello chào cả nhà nha nay mình hướng dẫn cả nhà cái cái cách để mà vẽ một cái bức tranh đó, để cho con của mình cháu của mình tô màu của bạn thì trên cái ứng dụng chat gpt này nè nó có một cái nó có một cái con gọi là con coloring book hero nè, các bạn thấy không coloring book hero đấy thì trên cái con này nó cho phép mình là đưa cho nó một cái Đưa cho nó một cái câu lệnh Và nó vẽ ra cho mình một cái tấm hình nè Một cái tấm hình đó là <laughs> Một cái tấm hình đó là Trắng đen các bạn ha Đây bây giờ mình vẽ nè à, Vẽ cho tôi Để mình nói cho nó nhanh nè à, Vẽ cho tôi Bức tranh à, Các bé đang Vui đùa trên bãi biển ha đó rồi thì khi mình yêu cầu câu lệnh như thế này á, thì bây giờ cái con uh, chat CPT này nè nó sẽ vẽ cho mình à, nó sẽ vẽ cho mình một cái bức tranh uh, trắng đen đó và mình sẽ uh, download cái bức tranh này xuống sau đó mình sẽ in ra và uh, mình sẽ đưa cho các cái uh, cháu của mình, con của mình tô màu của bạn, đó. Rồi các bạn thấy không đó. ở vậy thì như thế này thì chúng ta đã có một cái bức tranh à, cho các bé tô màu. thì mình nghĩ là à, với cái ứng dụng này nè, thì các bạn có thể là tạo ra rất rất là nhiều tranh à, với các cái chủ đề khác nhau, ha. và à, giúp cho các bé à, sẽ tô à, tô màu. Và từ đó chúng ta giúp cho các bé à, phát triển cái cái năng khiếu mà vẽ, cái năng khiếu tưởng tượng, ha đó rất là hay đó thì đây là một ứng dụng trong chat GPT mà các bạn phải cần biết và làm ha đó à, tuy nhiên á, là để mà sử dụng được cái chức năng này nè thì các bạn phải á, à, nâng cấp cái con chat GPT này lên um, cái uh, GT4 các bạn thì mới dùng được còn nếu mà um, phiên bản miễn phí thì nó không không sử dụng được ha đó các bạn phải nâng cấp lên cái phiên bản là uh, gpt 4 à, thì cái này nó mất 20 đô một tháng các bạn đó Ok các bạn ha, một vài chia sẻ nhỏ về ứng dụng ChatGPT.